Người ta nói đây, mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường đối với ta. Duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù mới làm ta thích thú. Bác sĩ, tình hình của chủ công tôi như thế nào rồi? Chẩn đoán là bị bệnh thận. Mà bệnh này rất là hiếm gặp. Chỉ khi ấy ấy vợ của kẻ thù thì mới bị. Ngoài ra, ông ấy còn bị nhồi máu cơ tim nữa. Ê, cũng do ấy ấy luôn hả? Không, là do già quá rồi không ấy ấy được cho nên tức bị nhồi máu cơ tim thôi. Vậy ông còn bị gì nữa không? Ngoài ra, ông còn bị thiểu năng. Trời ơi! À không, ý nói là thiểu năng tuần hoàn não và thiểu năng tuần hoàn ngoại vi. Mày mà nói tao ấy ấy nữa là tao chém đầu mày liền. Bên này là do tao suy nghĩ nhiều thôi. Dạ, hạ thần biết rồi. Nếu như ngài muốn mau lành bệnh thì ngoài việc kết hợp với tập gym và đẩy tạ hít đất ra thì ngài cần phải uống kèm với sản phẩm hòa quyết dưỡng não. Tao như vậy mà kêu tao đẩy tạ hả? Người giỡn mặt với tao phải không? Tao ấy ấy còn không nổi nữa ở đó mà đẩy tạ. Sản phẩm hòa quyết dưỡng não gì? Nói nghe coi. Ngươi mà vẽ, ta cắt cái đầu. Ý, ai dám vẽ? Đó là sản phẩm Lâm Brokan của công ty Lâm Hưng. Quân bày đầu, mang tên này ra chém đầu cho ta. Dạ. Sao lại chém đầu ta? Ngươi thắc mắc tại sao ta chém đầu hắn phải không? Nếu như Hà Thần nói là Hà Thần thắc mắc thiệt, thì có bị chém đầu luôn không? Ngươi chọc ta cười đó ha. Ta chém hắn là gì chứ? Lâm Brokan. Thì đó là cái trên sản phẩm. Đọc đúng trên sản phẩm thôi, có gì đâu bị chém. Nếu như Hạ Thần lỡ miệng không gọi ngài là Tào Tháo mà gọi là Táo Bón hay Tiêu Chảy thì lúc đó ngài có giận thần không? À, Hạ Thần hiểu rồi. Chắc lúc trước cũng có sản phẩm quả quyết dưỡng não tên Thông Quyết Đình nên ngài nghi ngờ Lâm Brokan phải không? Không phải ta nghi ngờ, mà bởi vì ta biết sản phẩm này có thể điều trị dứt những căn bệnh của ta. Ta không muốn một đối thủ nào tìm ra nó. Tào Tháo ta một khi đã sở hữu thứ gì thì cấm kẻ nào được đụng tới. Ngài nói như vậy, chắc là ngài yêu vợ của ngài lắm có phải không? Tình yêu ta dành cho vợ ta cũng giống như da săn vậy, càng ngày càng tăng nhiều hơn, không có dấu hiệu dừng lại.